Vâng, xin chào toàn thể quý cô chú anh chị đã quay trở lại với ống nhòm chuyên dụng Softech và em là Thắng Vũ. Trong video ngày nay thì em Thắng Vũ sẽ gửi đến tất cả quý cô chú anh chị một dòng sản phẩm ống nhòm cao cấp đến từ thương hiệu SK. Rất nhiều quý cô chú anh chị có liên hệ cho Softech về hỏi về những cái mẫu ống nhòm cao cấp, về những cái dòng một mắt của SK. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu tất cả quý cô chú anh chị một dòng sản phẩm cao cấp nhất của thương hiệu SK tại thị trường Việt Nam hiện nay. Đó chính là ống nhòm SK 1030X50. Đây là dòng sản phẩm có zoom và nó sẽ có là những cái dòng sản phẩm ống nhòm ở chính hãng cao cấp. Và rất vui mừng khi Softech là cơ sở phân phối ủy quyền của hãng và tất cả những cái sản phẩm của SK ủy quyền qua Softech thì sẽ được bảo hành 2 năm của hãng. Nên là quý vị các bạn mua hàng hết sức lưu ý. Đến với sản phẩm ngày hôm nay thì quý vị các bạn ở thấy tại đây là dòng sản phẩm nó sẽ có thiết kế bên ngoài sẽ cực kỳ là bắt mắt với cái thông số là Suri Prak 1030X50. Và bên cạnh đó như quý vị các bạn có thể thấy đây, bên hông của nó thì nó sẽ cũng bao gồm tất cả những cái thông tin liên quan đến dòng sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp xem sản phẩm trong ngày hôm nay sẽ là những gì. Với dòng sản phẩm này thì em đánh giá rất là cao về ngoài thiết kế bên ngoài của hộp thì nó sẽ có thêm bộ phụ kiện của mẫu ống nhòm này. Với em ống nhòm này thì nó sẽ sang cái dòng Sporting Scope thì nó sẽ có một cái chân theo. Đấy, quý vị các bạn có thể thấy. Đấy, quý vị các bạn có thể thấy đây. Nó sẽ có một cái chân theo. Cái chân này thì em đánh giá rất là tiện của hãng. Thì nó đã thiết kế hệ ba chạc. Đây quý vị các bạn có thể thấy đây. Và mình có thể cố định trên cái chân này sẽ cực kỳ là chắc. Đây. Nó sẽ không như một số cái dòng chân giá rẻ ở thị trường. Đây là những cái chân phong thúc cao cấp của hãng ISK rồi. Nên là bộ phụ kiện của nó theo kèm thì nó cũng được thiết kế cực kỳ là cao cấp và chắc chắn. Thì em sẽ để sang một bên. Một lúc nữa thì em sẽ kết nối và để cho quý vị các bạn. Ngoài ra trong bộ phụ kiện này thì như quý vị các bạn thấy đây thì nó sẽ có khăn lau của hãng ISK. Tất cả những cái dòng sản phẩm của SK thì nó sẽ có khăn lau in thương hiệu SK và một cái sách hướng dẫn của product sản phẩm. Về trong cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ bao gồm tất cả những cái thông tin về cách sử dụng của mẫu ống nhòm này. Để sang một bên thì em đánh giá trong bộ phụ kiện cao cấp nhất đó chính là phải nói đến cái túi của nó. Cái túi này thì em đánh giá cực kỳ là nó thiết kế cực kỳ là chắc chắn, vải của nó sẽ may được rất là chắc chắn rồi. Và bên cạnh đó thì quý vị các bạn có thể thấy đây, nó sẽ có một cái quai đeo hông. Và bên cạnh đó nhà sản xuất thì rất là tinh ý, nó sẽ sản xuất thêm một cái phần túi nhỏ bên hông của nó thì chúng ta có thể đút những cái vật nhỏ vào trong đây. Đây sẽ cực kỳ là tiện, chúng ta đi lại sẽ cực kỳ là thuận tiện. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là em ống nhòm Sporting Score 1030X50. Đây là dòng sản phẩm ống nhòm có zoom chính hãng. Với cái dòng sản phẩm này thì như quý vị các bạn thấy đầu tiên thì nó là dòng sản phẩm cao cấp đến từ SK và nó được thiết kế cực kỳ là đầm tay và chắc chắn. Chúng ta sẽ cùng đánh giá chi tiết về em ống nhòm này. Với em ống nhòm này thì thân của nó sẽ làm bằng hợp kim chứ không phải là thân nhựa như một số dòng sản phẩm chúng rất rẻ, nên là về cái chất lượng thì nó sẽ làm tăng cái giá trị của sản phẩm lên. Thứ nhất là cái phần vỏ thân thì nó sẽ bằng hợp kim chứ không phải nhựa như quý vị các bạn thấy. Em gõ rất là chắc chắn, nó bằng hợp kim chứ không phải nhựa. Bên ngoài của nó thì nó sẽ được bao bọc toàn bộ bằng cao su hết, thì quý vị các bạn có thể thấy đây. Nó sẽ được bao bọc toàn bộ bằng cao su. Và dưới chân của nó thì nó sẽ có thiết kế một phần gá nhỏ để kết nối được tất cả những cái chân tripod. Thì quý vị các bạn nào có nhu cầu muốn nâng nắp vào một cái số những cái chân tripod cao thì cái mẫu ống nhòm này thì nó có thể được kết nối được tất cả những cái loại chân tripod. Với em ống nhòm này thì chúng ta sẽ cùng đi đánh giá về cái thông số của em nó. Em ống nhòm này thì nó sở hữu cái vòng xoay zoom như quý vị các bạn thấy này, từ 10 đến 30x cho quý vị các bạn. Vòng xoay zoom này thì nó sẽ được thiết kế rất là tinh ý và có cái độ mượt nhất định của cái dòng SK. Và bên trên thân của nó như quý vị các bạn đây, nó sẽ có cái vòng gọi là vòng focus hình ảnh. Với em ống nhòm này thì nó sẽ sở hữu cái năng kính gọi là cái năng kính VK4 Prime. Nó sẽ có cái hình ảnh sẽ cực kỳ là sắc nét. Như trong phân khúc ống nhòm một mắt cao cấp thì em ống nhòm này hiện tại đang là phân khúc cao cấp nhất của dòng ISK. Và bên trên thân của nó như quý vị các bạn thấy đây, nó sẽ có cái dòng chữ ISK của hãng. Và đối với những cái nhấc nắp phủ của em ống nhòm này thì nó vẫn là phủ công nghệ gọi là Funi Multicope FMC cho tất cả quý vị các bạn.
Với cái lớp phủ này thì nó sẽ có cái khả năng cho hình ảnh cực kỳ là sắc nét, và đối với em ống lòm này thì nó sẽ có khả năng chống nước hoàn toàn, chống chịu nước hoàn toàn. Một mình phần mình đánh giá rất là cao trong cái phân khúc ống nhòm của ICK. Gần như tất cả những cái dòng sản phẩm của ICK thì nó sẽ đều có khả năng chống chịu nước từ phân khúc cao. Nó tầm khoảng 2 triệu là tất cả quý vị các bạn đã sở hữu được một em ống nhòm chống nước rồi. Đối với em ống nhòm này thì nó có cái khối lượng chính xác là 495 gram vàng, và về cái kích thước của em ống nhòm này thì chiều dài của trục cơ sở của nó là 19 cm. Đây quý vị các bạn ở đây bàn tay này là 19 cm, và bề ngang đường kính ống kính này 50 thì nó sẽ có cái đường kính thu sáng sẽ cực kỳ là tốt cho quý vị các bạn. Đối với em ống nhòm này thì nó sẽ có cái chuồng nhìn, một trong những cái yếu tố rất là quan trọng của tất cả những cái em ống nhòm. Đối với em ống nhòm này thì nó sẽ có cái chuồng nhìn, đó chính là 33 m trên 1000 m. Chuồng nhìn đối với một em ống nhòm có zoom thì đối với độ phóng đại 10x là 42 m trên 1000 m, và độ phóng đại đến 30x thì nó sẽ có chuồng nhìn là 33 mm. Với cái góc nhìn của em ống nhòm này ở độ phóng đại 10x là góc nhìn là 2,4 độ, và góc nhìn ở độ phóng đại 30x là 1,9 độ cho tất cả quý vị các bạn. Thế là quý vị các bạn, quan trọng nhất của những cái dòng ống nhòm này đó chính là độ sắc nét. Đối với những cái sản phẩm ống nhòm của hãng thì độ sắc nét sẽ cực kỳ là tốt cho quý vị các bạn. Nên là quý vị các bạn không phải độ nét toàn trường, thì em sẽ test thực tế cho quý vị các bạn sẽ thấy được cái khả năng làm việc của em ống nhòm này. Quý vị các bạn nào có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline của Shoptech là 0988 862059 để được hỗ trợ và tư vấn tất cả những cái dòng sản phẩm của ISK. Shoptech đang là cơ sở ủy quyền của hãng nên tất cả những cái sản phẩm sẽ được bảo hành và có một cái mức giá thành cực kỳ là phải chăng. Với cái sản phẩm này của hãng thì đang ở trên thị trường quốc tế. Đây là dòng ISK thì nó sẽ là thương hiệu toàn cầu với cái mức giá toàn cầu hiện tại đó rơi vào tầm khoảng gần 2 triệu cho quý vị các bạn, nên là hiện tại Shoptech đang phân phối cái dàn sản phẩm này với mức giá là gần 2 triệu cho các quý vị các bạn có sở hữu một em ống nhòm cao cấp. Với những cái dòng cao cấp này thì quý vị các bạn sẽ sở hữu được một em ống nhòm có độ sắc nét cao và có cái trường độ nét toàn trường sẽ cực kỳ là tốt cho quý vị các bạn, và đặc biệt đối với những cái sản phẩm của ISK thì sẽ luôn luôn được bảo hành 2 năm qua Shoptech. Và phần cuối video ngày hôm nay thì quý vị các bạn nào có cái ý kiến gì, cái thắc mắc gì có thể comment ở phần cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh Shoptech.